Long Nhật kêu oan khi đứng ra phân trần ồn ào giữa cố ca sĩ Phi Nhung và Hồ Văn Cường. Clip Thủy Tiên phát 10 triệu nhưng bà cụ đếm lại chỉ có 5, thái độ ngó lơ, nhiều lần được đào lại ngày bão tử thiện. Dịch hạ nhiệt, Hà Nội đạt tiêu chí bình thường mới. Hà Nội dừng kiểm tra người tại các chốt cửa ngõ. Quý vị đang đến với tin tức cập nhật trên kênh tin tức Việt. Những tin tức nóng hổi nổi bật nhất trong ngày sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị khán giả ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Dòng trạng thái chia sẻ trên trang cá nhân của ca sĩ Long Nhật thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Những ngày qua, ca sĩ Long Nhật nhiều lần livestream để phân trần vụ lùm xùm liên quan đến cố ca sĩ Phi Nhung và Hồ Văn Cường. Mới đây, giọng ca 6X đăng đàn kêu oan khi bị kết ghép livestream để bóp méo sự thật. Long Nhật bức xúc, tôi bị oan ức khi giải oan cho Phi Nhung và giúp Hồ Văn Cường. Họ cố tình cắt ghép, bóp méo sai sự thật các livestream nghĩa tình của tôi. Phía dưới bài đăng, nam ca sĩ nói thêm, họ cố tình cắt ghép bóp méo sai sự thật các livestream thấu tình đạt lý của Long Nhật để giật tít câu view, dẫn dắt dư luận theo chiều hướng tiêu cực, hòng chia rẽ tình nghệ sĩ của chúng tôi. Trước đó, giọng ca cánh diều kỷ niệm trách quán quân Việt Nam Idol Kids im lặng suốt thời gian qua. Long Nhật nói: "Hồ Văn Cường, con phải nhớ, không có nghĩa mẫu nào thương con bằng mẹ Phi Nhung đâu, không ai tận tụy lo lắng cho con như mẹ Phi Nhung đâu. Tôi đang lo là con đường sự nghiệp của Hồ Văn Cường sẽ rất khó khăn khi bùng nổ scandal quá lớn như thế này, ai mà tin tưởng Cường nữa?" Một lời để minh oan cho mẹ mà không nói ra. Từ lúc mẹ nằm bệnh viện cũng vậy. Trong thời gian dài như vậy mà Hồ Văn Cường cũng không có động thái nào. Khi mẹ mất rồi, cô Trang Trần xin con nói một câu thôi mà cũng không nói. Tuy nhiên mới đây, nam ca sĩ cho biết có một vị đại gia ở miền Tây liên hệ với anh muốn giúp đỡ cho Hồ Văn Cường ăn học và phát triển đam mê ca hát. Ngoài ra, người này còn sẵn sàng giao cho con nuôi ca sĩ Phi Nhung căn nhà 5 tầng ở thành phố Hồ Chí Minh tôi sẽ đem danh dự của mình ra, chứng minh Phi Nhung là một người trong sạch, sẽ bảo vệ Phi Nhung tới cùng. Cuộc đời tôi chưa bao giờ đem danh dự của mình ra là bảo vệ ai cả, kể cả anh Vương Bảo Tuấn, vợ con. Nhưng hôm nay với Phi Nhung, tôi xin đem danh dự của người ca sĩ ra để làm điều này, Long Nhật bộc bạch. Trong lúc hỗ trợ bão lũ tại Quảng Nam, ca sĩ Thủy Tiên đã gặp sự cố khi phát thiếu tiền từ thiện. Thái độ ngó lơ của nữ ca sĩ khiến dân tình khó hiểu. Ca sĩ Thủy Tiên được biết đến là người có hoạt động năng nổ trong công tác từ thiện nhất nhì showbiz Việt. Trong đó, hoạt động quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung năm 2020, nữ ca sĩ đã nhận được hơn 170 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc minh bạch số tiền từ thiện này lại đang là vấn đề nóng bỏng được dư luận đặc biệt quan tâm. Hiện nay, công an đã vào cuộc xác minh điều tra hoạt động từ thiện của nữ ca sĩ ở 7 tỉnh miền Trung. Trước khi có kết luận chính thức, cơ quan chức năng, dân tỉnh vẫn bán tin bán nghi, nhiều clip, hình ảnh, bài đăng về hoạt động thiện nguyện của nữ ca sĩ được đào lại. Trong đó, đoạn video ca sĩ Thủy Tiên gặp sự cố khi phát thiếu tiền hỗ trợ ở Quảng Nam đang được dân mạng chuyến tay nhau một cách chóng mặt. Đoạn clip ghi lại hành động phát tiền hỗ trợ của Thủy Tiên ở xã Đại Quang, Đại Lộc, Quảng Nam vào chiều ngày 22 tháng 11 năm 2020. Nữ ca sĩ thông báo phát cho 1.000 hộ dân, trong đó 30 hộ dân chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do bão lũ được hỗ trợ 10 triệu đồng, còn lại 5 triệu đồng. Đầu tiên, Thủy Tiên tiến hành phát các hộ dân 10 triệu đồng trước, sau khi phát một lượt, một bà cụ mặc áo kẻ sọc lên nhận. Nhưng khi kiểm lại số tiền người này thấy chỉ được 5 triệu nên đã có thái độ thắc mắc. Tuy nhiên, nữ ca sĩ mài phát tiền nên không để ý. Do đông người nên cụ bà ái ngại ngồi xuống ghế dưới để chờ đợi. Ngồi dưới ghế hội trưởng ủy ban, cụ bà trình bày về cán bộ tại đây. Sau khi thấy nữ ca sĩ ngơi tay, bà cụ vội chạy lên trình bày tiếp. Nhưng cán bộ ủy ban đã vội vàng gọi bà xuống tiếp tục ngồi ghế. Trong livestream trực tiếp của Thủy Tiên, cụ bà vô cùng nhẫn nại chờ đợi, lần lượt nhìn dòng người vơi dần. Chứng kiến sự việc, một cán bộ địa phương phải đứng ra nói giúp. Chị Tiên ơi, cụ này được nhận 10 triệu, nhưng khi chị trao, cụ đếm chỉ có 5 triệu, nên cụ ở lại nhận đủ. Chị xem cho cụ, cụ này nhà khó khăn bị sập. Thủy Tiên nói, cái 10 triệu hồi nãy xác nhận hết rồi mà. Ủa nãy em cầm toàn cọc 10 triệu mà. Nãy mình cập toàn cọc 10 triệu, sao mà cô bảo thiếu 5 triệu, 10 triệu hết mà. Sau phân trần, Thủy Tiên ngó lơ luôn, nhưng cụ bà vẫn tiếp tục đợi. Khi thấy đoàn đã phát xong tiền, người phụ nữ lại vội đến chỗ của nữ ca sĩ thắc mắc. Nãy tôi phiếu 10 triệu mà cô phát cho tôi có 5 triệu. Một hồi trình bày lại sự việc, cụ vỗ đưa một chiếc túi ni lông cất số tiền vừa nhận Thủy Tiên đếm lại. Kiểm xong thì đúng là thiếu mất 5 triệu. Thế nhưng nữ ca sĩ vẫn không ngừng thắc mắc, ủa ủa hồi nãy 10 triệu mà. Nhưng sau đó cô cũng trao thêm cho cụ 5 triệu đồng nữa. Nhận được tiền, cụ bà bật khóc. Thế vậy các cán bộ ở đó vỗ vai an ủi. Sau khi đăng tải, đoạn clip được cắt lại trong một livestream dài của nữ ca sĩ nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Hầu hết họ cho rằng có lẽ chỉ là sự cố do quá đông người để nhận nên Thủy Tiên không kiểm soát được. Số khác thấy thương, chắc hẳn gia đình đã rơi vào cảnh khó khăn vô cùng nên cụ bà năm lần bảy lượt nhẫn nại chờ đợi. Liên quan đến vấn đề từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên, ngày 15 tháng 10, công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng cục cảnh sát hình sự C02 đã mời Thủy Tiên lên làm việc về các nội dung liên quan. Thủy Tiên lên công an làm việc nhằm xác minh thông tin phản ánh về một số nghệ sĩ lợi dụng việc quyên góp từ thiện thiếu minh bạch trong quá trình giải ngân có dấu hiệu lạm dụng tiến nhiệm chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hôm nay, Hà Nội chỉ ghi nhận một ca dương tính sars cov 2 đã được cách ly. Bệnh nhân là CTH, nữ, sinh năm 1993, địa chỉ tại Châu Can, Phú Xuyên. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân CTH, ghi nhận dương tính tại Hà Nam, được cách ly tập trung từ ngày 8 tháng 10 và xét nghiệm một lần âm tính. Ngày 14 tháng 10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính. Tính từ ngày 29 tháng 4 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 4.079 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 1.606 ca. Số F0 là đối tượng được cách ly là 2.473 ca. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn thành phố với các tiêu chí. Tiêu chí 1 về tỷ lệ mắc mới tại cộng đồng trên dân số trên thời gian. Tiêu chí 2 về độ bao phủ vaccine. Số ca mắc ghi nhận trong cộng đồng trong 2 tuần qua là 4 ca. 3 ca bệnh tại Hà Đông và 1 ca tại Hoàn Kiếm. Dân số của toàn thành phố là gần 8,4 triệu người. Như vậy, số ca mắc mới tại cộng đồng trên 100.000 dân một tuần qua đã sắp xỉ 0,025 mức 1. Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố. Tính đến hết ngày 14 tháng 10, toàn thành phố tiêm được 8.922.016 mũi vaccine phòng COVID-19. Trong đó 5.914.715 mũi 1 đạt 97,95% dân số trên 18 tuổi cũng đáp ứng đủ tiêu chí cấp độ 1. Ngày 13 tháng 10, Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện nghị quyết số 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Có 4 cấp độ dịch, cấp độ 1 là các vùng có nguy cơ thấp, bình thường mới tương ứng với màu xanh, cấp độ 2 là vùng nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng, cấp độ 3 là vùng nguy cơ cao tương ứng với màu cam và cấp độ 4 là vùng nguy cơ rất cao tương ứng màu đỏ. Việc xác định cấp độ dịch căn cứ hai tiêu chí là gồm tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng trên số dân trên thời gian và độ bao phủ vaccine phòng COVID-19. 70% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19. Ngoài chốt số 8 được rút về, tại 21 chốt còn lại, lực lượng chức năng duy trì để phân luồng giao thông, đồng thời giải quyết cho người từ các tỉnh phía Nam khai báo về quê. Thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội cho biết, tại 21 chốt kiểm soát tại cửa ngõ thành phố, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ không kiểm tra người và phương tiện qua lại. Ngoài ra, lực lượng ở chốt số 8, đặt tại trạm thu phí cao tốc Hà nội hải Phòng, được rút về. Trao đổi với phóng viên, Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, chốt kiểm soát dịch số 8 được Ủy ban nhân dân Hà Nội mượn vị trí trên địa phận huyện Văn Giang, Hưng Yên. Tới chiều 14 tháng 10, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên có văn bản đề nghị Hà Nội rút chốt về thành phố nguyên nhân là địa phương này thực hiện biện pháp chống dịch thống nhất theo nghị quyết 128 của chính phủ. Những ngày tới, tại 21 chốt còn lại, lực lượng chức năng duy trì phân luồng, hướng dẫn phương tiện, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, đồng thời giải quyết cho người dân từ các tỉnh phía Nam khai báo, kiểm tra y tế để về quê, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Ghi nhận của phóng viên sáng 15 tháng 10, nhiều chốt cửa ngõ ra vào Hà Nội vẫn hoạt động nhưng không còn thực hiện kiểm soát phương tiện hay kiểm tra giấy tờ của người dân muốn đi vào thành phố. Trước đó, tối 13 tháng 10, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế nhằm thực hiện nghị quyết số 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Bộ yêu cầu các địa phương không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân. 22 chốt kiểm soát cửa ngõ Hà Nội được lập từ hôm 14 tháng 7. Cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh Thông tin nhanh, chính xác, trung thực, tin tức Việt. Ngay sau đây mời quý vị đến với thông tin kế tiếp.